Ok, hello anh em. Chào mừng anh em quay lại với Thích Chơi Game Offline. Hôm nay chúng ta quay lại với con Internet Simulator này thôi. À, sorry. Chúng ta quay lại với con Supermarket Simulator. Làm Simulator quá. Đấy, như hôm trước thì tôi cũng đã thanh lý được cái đống cửa hàng rồi. Đống đồ trong cửa hàng rồi. Hôm nay thì tôi đã mua được rồi, vãi cả đái đồ luôn ạ. Hôm qua lỡ tay tôi mua nhiều quá nên hôm nay mở cửa ra nhìn mẹ nhìn quả đồ khiếp vãi đái. Rồi hôm nay chúng ta cùng nhau bắt đầu mở cái siêu thị Big C này thôi nhá. Đồ nhiều vãi đái thế này đi vào thì đéo là được. Rồi cũng tôi đã vào được. Sau bao nhiêu ngày cày cuốc thì tôi cũng đã cho mình một setup cho mình được một đống các cái cửa hàng nào thì kệ kia các thứ 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 này rồi. Đó, nhân viên thì tôi cũng đã mở được 3 thằng. Rồi hôm nay thì chúng ta cùng nhau phin full cái chỗ này, lấp đầy cái chỗ này luôn. Đấy, ok nhá. Rồi, bắt đầu thôi. Tiến hành bắt đầu mở cái chuỗi siêu thị lớn nhất miền Bắc luôn. Rồi, hết mẹ rồi. Bây giờ đi vứt rác khổ anh em ạ. Nó sẽ quăng mẹ đi luôn. Đấy. Ây da. Nước nước tôi sẽ để trong này. Bây giờ đặt trong tủ lạnh à. Mặc tủ được nguyên nước. Rồi. Nước. Hình như hôm qua tôi mua mỗi loại 10 cái sao ấy. Hôm nay mà. Cũng để. Ba lại mua nhiều quá. Phải trái thật. Không tiện, không dùng nó quăng mẹ ra ngoài luôn. À, đồ khô thì sẽ để ở đây. Khoai tây này. Coca-Cola, cola luôn ạ, loại đại hạng nước, cola. Qua gà này. Hết rồi. Có nhiều loại tôi còn đều biết là cái gì cơ. Quá có nhiều loại này. Giấy vệ sinh này. Giấy vệ sinh to vãi đái. Thịt bò. Lấp đầy cái chỗ này xong rồi tính tiếp.
qua nói chung là không có doanh thu, bởi vì là tôi mua nhiều đồ quá, thành ra là doanh thu thì đâu thấy đâu. Ơ, bạn này có rồi mà. Nhiều thế nhở, hình như một loại tôi mua 10 phát hay sao ấy. Ai cả đài. Rượu à? Bánh bột như để đấy luôn. Lạnh. Thế này mà phải đặt tủ lạnh à? Đây rồi thì phải làm gì? Đây, tôi sẽ đặt ở đây đi. Bim có nên xếp nhiều không nhỉ? Xếp mỗi đoạn phát một cái đã. Đồ xịt à? Đây, đồ vệ sinh cái thứ để đấy đi. Hóa chất để sau đi. Ô mai que à? Quả quyết mẹ ra ngoài. Thì nó dọn sau vậy. Làm cái lối đi đã. Gà. Nhiều vãi đái ạ. Mẹ. Biết thế tôi chỉ mua mỗi loại một hai cái thôi, mẹ mua mỗi loại thùng ạ. Ngu vãi đái. Nước bát à? Sao lại có cái thùng ở đây nhỉ?
quăng hết mẹ tôi ra ngoài. Mà lúc đấy tôi thấy nó quay lại. Vô lý. Cái gì mới mới người ta xếp vào. Tủ đông à? Đồ lại phải đặt tủ đông à? Là cái gì nhỉ? Nước để đây được đúng không? Gọn gọn rồi đấy. Kem. Nước áo đấy, đặt tủ lạnh đây, thiếu gì chỗ để đâu. Sẽ làm cái lối đi phát đã. Bip bip. Cái này nước tẩy rửa nhà vệ sinh thì phải. Hình như cái loại gì bên ngoài này không có là nhà tôi đều có hết anh em ạ. Quả siêu thị này, quá chất luôn. Đường. Đường có thể đâu bây giờ ta? Bên này. Bán giờ mới hết nhỉ, cháu khi này hết nhanh ấy. Siêu thị to thế này cơ mà, quanh đây có chỗ nào mở to như tôi đâu. Cả hoa quả các thứ luôn ạ, rất là đầy đủ. Cả pizza mới này, pizza loại này rất là mới nha anh em nha. Loại này trên thị trường là chưa có rồi đấy. Hết chỗ để tủ, à, hết chỗ để đồ lạnh rồi. Để tạm đây đã. Tôi sẽ tìm chỗ sắp xếp thêm cái tủ đông vào. Cái tủ đông nghe đặt ít đồ quá.
Pizza bột mẹt để đây đi. Hòm vào đây. Nước nước cho bên này. Có rồi. Cái này có rồi. Cô la có rồi này. Cái này có rồi này. Tôi sẽ tìm mặt hàng nào chưa sắp xếp rồi sẽ bắt đầu sắp xếp vào. Giống thế. Rất nhiều loại dầu. Em spaghetti này chưa sắp xếp này. Anh em chứng ngưỡng lại cửa hàng của tôi nha, anh em bớt chút thời gian ghé qua cửa hàng tôi mua đồ nha, cảm ơn anh em. Bơ lạc cái này mình sắp xếp rồi mà này. À, còn kể nữa. Quăng tạm ra ngoài. Su su này. Bánh à? Su su. Su gờ. Tôi lại nhớ được cái hãng sữa su su ạ. Có rồi, cái này chưa có này. Bim bim. Đục bắt đầu nhiều đấy. Loại loại mới này. Đây là loại mới đó. Nhiều loại mới bài đấy. Đấy, loại có rồi mà. Nước đóng chai. Đây là sashimi à? Cục này như tôi xếp rồi thì phải. Đã ăn đéo đâu. Đẩy nước giặt các thứ bồn cầu bồn cục sẽ ném hết ở đây. Anh chị thông cảm nhé, em không phải xả rác đâu mà em chỉ là để tạm tí em xả rác à, quên sorry, em để tạm tí em vứt rác thôi, quên em làm xả rác rồi. À, rơi nhiều vãi đái. Tôi sẽ sắp xếp nó kiểu này. Đây là cái gì nhỉ? Xịt. Nước nước này, gà, cà phê à? Cà phê cà phục.
cháo cùng này, sữa này. Sữa. Này sữa lắm này. Chai nước lạnh mới này. Biệt chứ, hàng sống với hàng chín nó phải khác nhau, sắp xếp gần nhau là không an toàn. Cửa hàng hiện đại không ai làm thế, hỏi làm phải được quá, đủ các hạt mặt hàng buôn bán luôn. Tạm đi đã, cái đây có rồi này, rồi này, sườn rồi này, gạo rồi này, còn gì mới ta, trứng này, nước táo này, cái mới này, phải lắp đầu. Tôi sẽ để đây. Thế thì quăng nữa. Biết mẹ chỗ này nè. Ôi dồi ôi, cái biển. Ôi dồi ôi, núi rác luôn à. Cái này mới đây. Sắp xếp đi, còn mặt hàng nào thì tí sẽ lấp sau. Hàng sẽ để hai cho nó nhiều. Tủ lạnh đầy chỗ mà. Đâu để luôn. Tôi mua chục cái tủ lạnh. Ao hai hũ rồi. Đây là bánh của Pháp này, có một cờ Pháp luôn kìa. Tiếp luôn, cửa hàng này mặt hàng gì cũng phải nhiều nó mới đầy đủ, nó mới đầy được. Ấy giờ đùi gà rán luôn ạ. Gần đây đấy, được khoảng 40% rồi. Mẫu bánh mì mới nhá. Rồi đấy, nó cao được cái mức độ mà ném là còn đấy thì mình. Đấy là cái gì đấy? Nhìn giống nước đấy. Chocolate này.
Bây giờ tôi ném tôi cũng phải ngửa cái mặt lên anh em ạ. Tôi cúi mặt xuống là đéo ném được. Cúi mặt xuống nhắm mắt là đầy luôn, đéo ném là được. Nước tiếp này. Nước đây anh em ơi. Cá luôn. Có chỗ sắp xếp hết luôn. Khách hàng rất là choáng ngợp luôn vì cái mô hình kinh doanh này quá khủng khiếp ạ. Bên đây tôi thảo khảo sát thị trường rồi, có cái siêu thị nó to như siêu thị của tôi đâu. Nên là siêu thị tôi là quá nhất là ở đây luôn rồi. Sau khi nghiên cứu và khảo sát thị trường, tôi cũng rút ra được một kinh nghiệm. Đó là bạn càng đắt càng được, càng tốt. Bởi vì quanh như đéo có cửa hàng nào nữa, bắt buộc họ phải mua thôi. Chúng ta cạnh tranh là cạnh tranh với mình chứ phải đéo phải cạnh tranh với ai cả. Thành ra hóa lại thành độc quyền anh em ạ. Đắt thành rẻ, rẻ lại thành không, ném ở đây nó lại chui ra đây nhỉ. Nào, để bên này, để bên này. Trên món này đặt mấy thùng này rồi đấy. Đấy, nhanh thôi mà, tí là tôi sẽ lấp đầy luôn rồi. Được, khu này trở lại con đường luôn. Con này nó mà cho thêm quả edit biển các thứ thì phải ngon không? Thế nó mới giống siêu thị chưa? Nó đặt trong tủ lạnh cho mà tôi ném ở ngoài mấy ngày mới điên rồi đéo học. Đùa gà. Gì nhiều bánh mì phải đá nhá, bác đấy nước táo. Có những cái đống rác kìa, cái nó khiếp không. Lại đường tiếp này. Ở đây là đường mà. Thôi được, không sao không sao. Còn nhiều chỗ trống mà, đã lấp đầy đâu. Máy phải cả máy luôn ạ. Đây phải đéo gì đây, thịt. Thịt. Đây thì sẽ nằm ở đây. Lớp sắp đầy cửa hàng ở đây. Ý, còn cái ngăn này chưa có gì à? Ok, tôi sẽ lấp đầy cái cửa hàng này luôn. Sườn này.
cà phê mới này. Nhận lúc thấy nhiều thùng này phết. Mỗi loại 10 thùng mà. Lấp đầy thùng này luôn ạ. Thịt băm này. Cam quýt mít dừa nào anh em ơi. Hoa quả đây, hoa quả đây, hoa quả đây. Bim bim này. Bim bim Covid hả? Ai giờ thời buổi kinh tế cái gì nổi tiếng của chúng ta làm đều có like cả. Nó gọi là gì nhỉ? Kinh doanh theo trào lưu à? Nước giặt này. Loại này lại mới, đó biết là cái gì luôn ạ. Văn vãn rồi. Hạnh phúc ghê đấy. Tủ lạnh à? Đấy thì nhắm tủ lạnh có gì đâu. Nhân viên của tôi hôm nay được nghỉ, không có làm gì cả. Thích nha. Được ngày nghỉ đấy. Tranh thủ mà nghỉ ngơi đi, ông chuẩn bị làm sắc mặt cho thật anh em ạ. Coca-Cola. Nhiều cái đá gà đi anh em ơi, gà mới ra lò này được hai miếng đùi một cái bọc này đấy. Giấy hôm nay phải mua nhiều chứ, khách hàng dùng nhiều giấy mà đi đâu chủ ít à, chúng ta phải mua nhiều giấy. Bí ống nước đóng chai nào.
Đường. Vậy đường. Này tủ lạnh à? Lấy hết mặt hàng rồi. Cố cho đầy cái gian ngoài này trước. Gà. Gà tiếp tục nào. Bò 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 bò. Bây giờ nhặt được cái gì tôi xếp vào đấy luôn. Một tủ lạnh để toàn nước táo luôn ạ. Toàn bánh này. Nhiều nước phải đái luôn ạ. Bạn bạn đấy. Rồi tôi xếp được nhiều phết anh em ạ. Tôi cứ tưởng tôi không xếp được, bây giờ xếp được nhiều vài đái luôn ạ. Có loại bánh mới này. Cà phê thì cứ giã đi thôi. Có chỗ nào xếp chỗ đấy luôn đấy. Ngăn thứ ba rồi. Sườn. Đây là cái gì? Xúc xích à? Phô mai. Con mắc cười. Và siêu thị này quá hiện đại luôn ạ. À. Mặt hàng gì cũng có trưng bày hết luôn. Kẹo kẹo kẹo. Biết này, bánh gấu này. Rồi anh em nhìn cái đống rác này. Mọi anh em có thấy nó vãi đái không?
nhiếp hồn đấy. Đấy. Xem tấm giấy nào. Cái gì lắp đấy luôn. Tay nào lúc tủ lạnh điêu nhỏ cái thùng to như này đéo được đựng được cái hàng nhỏ cái kia ạ. Thế cái vô ly thì đéo nào. Rất là vô gì nữa nha. Cái gì đấy? Nhìn lạ này. Đâu xong này phải xong một tủ đông nữa mày vô đây nào. Một số mặt hàng tiêu biểu cái phết đấy. Rồi nhìn đống rác kìa, có khủng khiếp không cơ chứ. Anh cậu lấp đầy luôn, không dư tính, không thừa, không thiếu tí nào luôn. Cái mặt hàng nào cũng có, anh em cứ yên tâm, đến đây mua chắc chắn là có. Không giờ là có, không có cái gì là thiếu cả. Đến cả đùi gà tôi sắm đến mấy chục khay rồi, anh em mới thoải mái mà ăn nha. Xu xiếc này Coca-Cola, Cola-Cola. Mới lấy ra cái thùng rác để đổ rác ra đã. Bắt đầu thì nó hơi lác lác rồi đấy.
cực băng. Còn một cái dãy kệ nữa chưa có đồ đấy. Tôi sẽ quăng đỡ ra thì đã. Xem nào, bỏ vào đấy. Dây kệ to này cho nó lắp vào đồ này. Lắp phát trong này luôn. Lần sau rút kinh nghiệm nha. Mẹ mua nhiều quá anh em ạ. À. Mua đến mấy chục thùng luôn à. Mỗi loại mấy chục thùng mất. Nhớ hiểu con ô tô đi qua được cái đống đồ tôi được à? Con này mẹ nó cho nhặt mỗi phát được một thùng à? Các này chân tay thì có yếu hết gì đâu mà nhặt được mỗi một thùng là sao? Cho nó tóm 5, 6, 7 cái thùng gì chứ? Rồi về đống rác này. Tạm thời về đã. Tôi sẽ đi lắp tiếp. Tủ lạnh. Xem nào. Bia. Bia cần tủ lạnh à? Uống nóng cũng được có sao đâu. Kiểu giấy chú đi thoại đá nhé. Nước ngọt. Cửa. Đồ cô la tôi xếp mày nó vào. Để tôi xếp nó vào luôn để đỡ vướng. Đây rồi đấy anh em ạ. Ra gì phết đấy. Mixi thứ hai mà. Đã có phát hai thùng luôn. Chưa đầy xem ạ. Cũng khá khá rồi đấy. Rất nhiều mặt hàng mới. Trứng.
cái đường ấy. Có một chỗ này. Còn mấy tủ đâu nhỉ? Có một cái tủ này nó thôi là đầy rồi, còn mấy cái kệ thôi. Cái kệ này full này, kệ này full này, cái này có chỗ này. Khách họ hàng tha hồ mà lựa chọn. Nhiều phết thì cũng ra gì đấy, tôi sắp hoàn thành rồi, tôi có thể mở cửa hàng rồi. Còn cái cạnh kia trống nguyên kìa. Không sao, tí là lấp đầy hết thì mà. Trứng 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 bọt lúc ấy là hơi nhiều đấy, khá khá. Gì đây? Ôi còn mấy cái kệ, hai cái lạy kệ còn nguyên, không sao, một tí nó sẽ lấp đầy thôi. Có chỗ để nước không nhỉ? Còn rãnh nữa thôi, khô rồi đấy. Xếp trong cái cửa hàng này còn một cái bịch này nữa, xếp nó là xong. Cà phê bánh mì, bánh mì sandwich. À, cuối nào phụ rồi, tất cả các cái mặt hàng liên quan đến đúng không ạ? À, tôi đã xếp full rồi đấy. Cái này để ngoài này, tủ lạnh nhá. Tủ lạnh à. Bánh mì đi.
nhiều phết rồi đấy. Gần như full cửa hàng rồi. Em sẽ nhập đồ khô rồi đồ kia hết chỗ rồi. Ngăn lạnh và ngăn tủ đông đang hết chỗ. Thế nên là tôi chỉ nhập cái đồ khô thôi. Nước rửa chén này. Bia là sắp xếp được. Xem nào, còn một ngăn nữa, nước rửa kính à, thôi xếp sang bên này thôi. Này để ngoài được sao? Bim bim. Cái này đã đầy rồi. Ok, tiếp tục phim cái ngăn này với hai ngăn trong là xong. Chocola, chocola nào. Đây được. Bắt cà phê tiếp. Lại loại cà phê khác. Hai loại cà phê mới rồi. Nếu biết đấy có phải là nước uống hay không, tôi xếp. Hay là dầu rửa chén tôi cũng biết. Rồi các bác vào mua thì nhớ chú ý đọc kỹ nha. Em không thể xoáy hết ở đâu. Tôi lấy lên loại cà phê màu khác này. Valor. Hết rồi, áo. Nước chén ở chung nào. Đây là dầu. Phải. Hết tục lại. Hết tục lại. Nước sạch.
sô-cô-la. Thêm sô-cô-la đấy nữa. Rồi, đầy một ô nữa rồi. Đầy một dãy nữa rồi. Đây phải rượu không? Nhìn như cái quân cờ. Ây da. Lạnh à. Cam nho gì là cam. 2,5 cân đấy. Lấy vệ sinh này. Còn một chỗ này nữa. Sang đây thôi. Nhiều vãi đái à, vãi vẫn chưa xong à. Tập này thì không cần phân biệt khu nào rồi, tôi có nhìn thấy gì nhặt được, tôi quăng mẹ luôn à. Dài nữa rồi. Đây thì phải. Rồi. Gần xong rồi. Đâu phải. Đây rồi. Nước, nước. Bên này đục rồi đúng không? Còn đâu dưới này thôi. Giấy vệ sinh. Đường niêm nghe được. Cả tủ lạnh. Tủ lạnh. Nhiều đồ đông lại quá mà lại ít tủ. Ây da, mẹ cây hồng thì to để không có một lon à. Đường. Nước sạch.
Gần đây rồi là gần đây rồi. Bánh mì. Ai bánh mì không? Còn mặt đằng sau của mình nữa. Bim bim này. Lập hết rồi anh em ạ. Không phân biệt loại nào rồi. Chỉ cần là đồ có thể xếp được là tôi sẽ xếp. Cho khách hàng mới đi tìm thì mới cửa hàng tôi mới đông khách được. Khách hàng đi tìm thì lại nghiên cứu các sản phẩm khác. Có khi lại mua được thêm các sản phẩm khác. Đấy. Bây giờ cứ bảo nguyên một chỗ đấy, khách hàng chỉ tra mỗi chỗ đấy chạy thôi chứ không quan tâm đến cái các chỗ khác đó. Thì nhớ thôi, có nhiều sản phẩm mới khách hàng lại không mua. À, tôi cần một cái cũ thế nên tôi sẽ sắp xếp linh tinh một tí. Mấy ông đi vào đi tìm bán được cái này bán được cái khác. Xem cái đéo như đây. Xong rồi này. Còn một cái ô nữa. Đây. Tìm cái mặt hàng này khổ thế nhỉ. Hai bộ đèn đường luôn ạ. Đường. Giờ mẹ đi tìm một cái đồ khô mà sắp xếp thì nghe khoai nhè, toàn đồ đông lạnh cơ, đông lạnh hoặc là lạnh mình mua nhiều cái đồ lạnh vãi cả đái ạ. À,
nước nục này. Đây. Rồi. Cái này để ngoài để trong đây nó có viết trên tủ lạnh. Gạo. Spaghetti đúng không? Tôi thấy tôi cho một thùng lên thì phải. Nhiều món quá. Hai ba bốn năm sáu sắp dọn hết đống này rồi, hạnh phúc vai đái ạ. Chai này nó giống cái chai nước của bọn trẻ con, nó màu hồng hồng. Mà công nhận là đồ ăn của bọn trẻ con nó đa dạng cả nhìn màu sắc, thế nào cũng thích màu sắc mà, cứ càng nhiều màu càng thích. Cuối cùng cũng lấp đầy được cái siêu thị của mình rồi. Cái quăng trứng như thế mà nó đã vỡ anh em ạ. Trứng này chắc đấy. Họ hàng với trứng đà điểu à. Chắc thế. Đầy chưa? Đầy rồi đấy. Anh em nhìn lại thành quả của tôi đây. Bọn độc giác nhìn tởm quá. Bây giờ tôi sẽ đi dọn rác. Tạm thời dọn rác cho nó view viết cho nó đẹp một tí. Anh chị thông cảm ạ. Vâng, cả em mới khai trương nên là đồ đạc hơi lịch kịch, chị thông cảm. Nói chung là mặt hàng của em tất cả đều là mới ạ. Vâng. Thì nữa cẩn thận lại bê nhầm mẹ một thùng nguyên ném bà vào thùng rác nhỉ, thế là lỗ lái được mấy nghìn ném mẹ thùng rác thì lỗ một bà ra cái. Con này nó đéo là cho mình cái tính năng dọn rác nhiều nhiều tí không mệt. Làm thế này khổ vãi. Nhặt từng thùng một ạ. À.
tôi quăng nhiều rác phết anh em ạ. Nó phải. Tôi đang trên hành trình dọn rác bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp. Này, con game này làm cho tôi thêm cái tính năng đốt rác để tôi làm cho nó mồi lửa tôi nhanh. Ngồi vứt cả cái thùng một. Khổ vãi lìn. Đã là chủ cửa hàng rồi và đi đi dọn rác ạ. Kiêm vệ sinh quán lại kiêm vệ sinh hè phố lề đường luôn ạ. Anh lau công à? Khổ sở. Rồi anh em có thể thấy cửa hàng của tôi sau khi đây. Đây nó như thế này. Đó, anh em thấy chưa? Đấy. Quá hoành tráng luôn. Được, có nó đấy. Nói chung là cũng khiếp đi. Kia rồi. Cửa hàng cũng đầy rồi, bây giờ tôi sẽ bắt đầu sẽ thiết lập giá để chuẩn bị khai trương siêu thị Bixi 2. Gà này. Vừa nãy tôi tua nhanh một chút. Để chúng ta đến cái bước quan trọng rồi. Chứ ngồi xem cái đấy thì tôi nghĩ là tối có thấy chán nó nói gì thế anh em. Chậm chỉ trí. Cứ ba đắt một tí. Siêu thị của tôi là nó độc quyền. Khu này có cái siêu thị nào to siêu thị của tôi đâu. Sẽ thắp sáng nha. Đây. Bánh mì 2,85 đô. Nước nguyên 3,67. Cốc 6 đấy nhá các bác nha. Em cửa hàng em chỉ bán lại có 1 đô thôi đấy, tiền điện nước đấy.
bạn tăng lên. Setup giá nào. Hết rồi đấy. À, đây còn trứng này. Nước này còn cái gì nữa không ta? Khi mở cửa em sẽ nhìn kỹ lại một chút. Ok, em bắt đầu mở cửa hàng. Mời các bác đến ghé thăm siêu thị ạ. Rồi. Hàng nó phải này chị định thuộc xếp lịch kịch này sô cô la ok anh chị em vào siêu thị Bixi để mua hàng kìa, đảm bảo tất cả mặt hàng đều có luôn ạ. Ngày đầu tôi mở bán đây. Mẹ rồi mình bán cái gì mà không thiết lập giá nhỉ? Lỗ rồi. Đây 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 đây. Lỗ này anh em ạ. Vừa ngày đầu bán là thấy lỗ rồi. Ôi giời ơi. Vừa mở cửa ra là thấy lỗ rồi. Rồi nhân viên của tôi đang làm việc hết công suất này. Không ngừng nghỉ luôn. Đấy. Cảm ơn chị ạ. À. Nếu ngon thì quay lại lần sau, rẻ thì quay lại lần sau nha. Và cảm ơn này. Giờ tôi mới chính thức là chủ của chuỗi cửa hàng này này. Không phải là nhân viên nữa rồi. Khách hàng đếm lần lượt. Với em cảm ơn chị ạ. À. Bây giờ tôi sẽ vừa là chủ vừa là quảng cáo luôn ạ. À. Anh em múa này. Vẫy khách luôn. Đấy. Khách hàng kéo vào nườm nượp luôn.
Ba quầy mà. Này tôi nghĩ tôi cho hai cái bàn này vào cái lùi vào đây một tí nữa. Xa quá. Thế đéo nào khách hàng nó toàn đi qua cái quầy thu ngân để nó đi vào ạ. À. Có ý đi đồ gì đây? Đi thẳng vào được mà. Tại sao mà đi qua quầy thu ngân làm gì? Không tìm thấy thịt gà hết mẹ gà rồi à? Vừa mở bán luôn rồi. Anh em thấy chưa? Siêu thị vừa mở bán phát hết sạch gà luôn ạ. Đây em lại bổ sung thêm hàng lên. Kinh chưa? Tôi vừa mở bán siêu thị phát pizza này. Pizza. Đồ đạc rất nhiều luôn. Máy hết cả giấy vệ sinh luôn à. Cái áo nào lại không thiết lập giá nhỉ? Bán bim bim lỗ rồi anh em ạ. Thế nào lại quên mất thiết lập giá rồi, vừa mở bán 2 ngày đầu là lỗ. Khách hàng kéo vào cửa hàng tôi cứ lượm lượp thôi, làm không hết anh em ạ. Quán này phải làm từ sáng đến đêm luôn. Đấy. Anh em xem một góc khác mọi cửa hàng nha, thấy chưa? Bật đèn lên siêu thị nó phải sáng. Chuyện tối om này. Tôi nhớ tôi mua mấy cái đèn mà. Siêu thị là nó phải sáng. Bây giờ vào siêu thị này không có chuyện không không tìm thấy món nào nữa rồi. Cả đồ tôi đã mua hết rồi. Nhiều vậy đây. Không biết tôi đã mua cái này chưa, tôi không thấy. Thì tôi sẽ mua thêm mấy cái tủ lạnh nữa, tủ đông nữa để đồ. Hai hóa đơn à? Khách hàng kéo vào nườm nượp luôn. 8:41 rồi mà khách hàng vẫn không không ngớt luôn anh em ạ. Đấy, anh em thấy chưa? Khách hàng đông vãi. 9 giờ rồi mà khách hàng vẫn vào cửa hàng tôi mua bán lầm lượp. Từ lúc mở cái chuỗi siêu thị này. Để xem nào, không thấy cái gì nào.
Hết sạch cam luôn này. Tôi sẽ không lấp như siêu thị lấp đầy nữa mà tôi sẽ để bán hết đã. Cái này mà tôi đặt ra đây có khi là đã bỏ lại kịp. Chờ chờ có ai tôi mới ném vào. Chấm năm. Cái đống đồ nhìn là vãi đái luôn ạ. Đây là một loại pizza mới. Đó, kết thúc một ngày rồi anh em ạ. Hết khách hàng rồi đấy. Rồi, ok. Tôi gặp phát được 3.000 ngay. Đấy. Tôi đã bắt đầu mở tiếp đấy. Cửa hàng em lại mở tiếp rồi các chị em ạ. Các bác ghé qua cửa hàng em mua ít đồ ạ. Và cửa hàng em đồ gì khó. Từ ai để há luôn ạ. Đang hết cái này à? Cái gì thế hết nhỉ? Sạch cam luôn ạ. Có quả bán tắt hàng phết ạ. Sushi vẻ sushi bán không mạnh lắm. Đấy là chào chị nha. Nè, chị có quả hình xăm chất thấy. Bóng đèn này lắp thêm cái nữa góc này. Cửa hàng tôi bây giờ mở ra là có khách luôn. Giá cả rất là phải chăng nên là khách mua không phải suy nghĩ về giá nữa. Rất nhiều mặt hàng mới nó tha hồ một lựa chọn. Vừa mở tí là đến chiều rồi. Giấy vệ sinh chứng tỏ là nhu cầu thiết yếu đấy. Kiểu mà nườm nượp luôn ạ. Các anh các chị mua hàng em yên tâm về giá. Đúng không?
cửa hàng bên em là giá rất là phải chăng, các anh chị không phải lo đâu ạ. Vâng, ngày hôm nay mà hết mặt hàng, hôm sau em sẽ bổ sung thêm ạ. Vâng, cảm ơn anh chị nhiều. Để tôi xem nào. Cái túi cam nó ở đâu? Tôi sẽ bổ sung thêm cam. Xem bim bim mà hết chưa nào. Chiều đấy, bật cái điện lên luôn đi, phải sáng, siêu thị nó phải sáng đi, cứ om om. Cam mua nhiều thế mà hết à? Em yêu quá đắt, em yêu cái đéo gì honey à? Mãi em đi, em yêu chết quá đắt. Vậy thì cái đồ miễn phí lại kêu rẻ. Mua khôn thế không biết hả? Ái già. Ái già cũng khiếp thấy. Sáu giờ anh em ạ, khách kéo vào không ngớt luôn. Đây là 6 giờ, 7 giờ bên em ạ. Cửa hàng em khách kéo vào cũng nườm nượp. Bây giờ làm chủ thành ra nhà, tôi chỉ cần ngồi về chờ tiền nó nhảy vào túi thôi. Hết cái công đoạn là đứng ở đây thanh toán tiền rồi. Đấy chứ. Con game này làm cũng gì phết đấy. Để xem bên trong có gì nào. Không có gì cả, ôi vẹt quả. Khiếp thế này. Ôi rồi. Khiếp lắm anh em ạ. Của chị ưu tiên nha, giảm giá luôn cho chị nha. Nhân viên nha, nhớ chị vào cứ giảm giá. 9 giờ đấy mà khách hàng vẫn kéo vào cả tôi anh em ạ. Đấy. Khách hàng nào đi qua cũng phải rẽ vào cửa hàng tôi. Ôi các anh chị ơi, cửa hàng em chỉ mở giờ mà cửa đến 10 giờ thôi nha. Nếu hiểu cái túi bé như này mới đựng được hai cái quận bịch giấy vệ sinh to vãi trường ạ. Xem trung bình mà khách mua hết bao nhiêu nào. Cao cho lắm nhỉ.
Được đấy. Đấy, vèo phát hết 100 đô ngay. À, cục lại đây. Của chị cứ giảm giá nha anh nha. Chị là khách hàng thân thiết đấy, anh cứ giảm giá thoải mái đi. 9 giờ rồi anh chị ơi, các anh chị em ơi, nay tôi nghỉ sớm ạ. Vâng. Hết khách rồi đấy. Khách cuối cùng đấy. Ây da. Từ lúc mở cái siêu thị Bixi 2 này ra, cửa hàng tôi bán đồ hết nhanh lắm anh em ạ. Không bao giờ có hàng tồn. Đồ ngày nào cũng là đồ mới luôn. Rồi. Hôm nay thì tôi cũng đã xây dựng được cái cơ nghiệp của mình rồi. Siêu thị, một cái chuỗi cửa hàng siêu thị to thì nhất khu này luôn. Không, khu này không có cái cửa hàng to như cửa hàng tôi. Đã, ok, tập sau thì chúng ta sẽ tiếp tục con này nha. Ồ, ok, bye bye anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi, với hai thì anh em like share video cho giúp tôi nha. Rồi, bye bye anh em.